Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay kẹt tiền quá bán luôn mẫu GLC. Cô chú anh chị, 300 nè. Formative, em này sản xuất năm 2021 nha. Xe mới. Đây bà con. Chức năng thì bạc ngàn luôn. Mở cúp điện thông minh bằng chìa khóa smart key đầy đủ các tính năng cô chú anh chị ạ. Cốp sau khá là rộng nè. Em này bảo hành của hãng chạy được mới có 10.000 à. Vừa mới đi bảo hành xong nha cô chú anh chị. Là anh chị nè, vỏ xe cua còn chưa hè nè, đầy đủ các tính năng cho thảm theo xe, đầy đủ các kiểu. Xe cọp nha bà con cô bác nha. À, mua mẫu này về chỉ việc anh đợi xíu đi, đợi xíu đi. Đây cô chú anh chị, rồi là xe trắng con trai, mâm đúc nè, mâm đúc nguyên bản của dòng Mercedes nha. Phay xước hết toàn bộ, để đôi tản nhiệt nha cô chú anh chị. Trang bị ABS 4 cái vỏ theo xe, mới 99% luôn. Form đẹp chưa? Em này tính năng tích hợp thì nhiều lắm cô chú anh chị ạ. Cam 360 độ, thể hiện hệ thống treo điện tử nè. Đây cô chú anh chị, treo điện tử hết toàn bộ nha, không phải treo dầu nha. Mâm nè, rin nè, bề các chân tích hợp cam 360 độ luôn. Đi đôi cho em là cụm đèn siêu đẳng cấp multi pin LED, 9 cấp chế độ chạy ban đêm. Cô chú anh chị có thể pha độ xe của em nó lên tới 650 bếp lần. Và đèn tự điều chỉnh nha. Auto formatic hết toàn bộ. Mặt ca lăng trước của Mercedes nè, đính toàn bộ kim cương rất là đẹp. Xe không cứng không lỗi. Cảm biến xung quanh xe cam 360 độ. Đây cô chú anh chị, hai cụm đèn multi pin LED mới tinh luôn. Đèn này trong hãng gần 200 triệu một cái nha cô chú anh chị nha. Mẫu này trong hãng mới có thôi, ngoài nữa nó không có bán đâu. Bảo hành thì Trần Anh vừa mới đi bảo hành ở Phú Mỹ Hưng xong. Đẹp chưa cô chú anh chị? Xe là dán toàn bộ phim cách nhiệt nè. Phim cách nhiệt là nguyên bản của nhà sản xuất nha. Đây bà con, 13 loa bum meter, hệ thống ghế chỉnh điện thông minh nè. Ghế chỉnh điện massage đầy đủ các tính năng cô chú anh chị nè. Anh chị thấy đẹp không? Đó. Gương cụp mở hết, đèn LED chạy xung quanh xe, keo chỉ rin 100%. Logo của Mercedes là nguyên bản nguyên rin nè cô chú anh chị nè. Mạc tem chất lượng. Ghế là ghế Genapa nha cô chú anh chị nha. À, vô lăng nè. Vô lăng trợ lực em là trợ lực điện, có nhiều tính năng cảm biến trên bàn phím và hệ thống thúc bách thông minh của em nó. Trong đây chúng ta sẽ có nhiều chế độ chạy nha cô chú anh chị, rất là nhiều chế độ chạy. Đây ạ. À. Eco nè, Comfort nè, Comfort là mượt mè, Sport là thể thao nè, Sport cộng là tăng tốc nè, và chế độ Individual. Đó, Individual cô chú anh chị nha. Đó, nhiều tính năng chưa? Có những cái chức năng mà rất là hay ở trên chiếc xe là chế độ tìm xe, rồi chế độ dê đậu đổ vô chuồng thông minh. Thông tin xe của em ở đây, động cơ dung tích xi lanh làm việc hiển thị đầy đủ các tính năng và mức độ tiêu hao nhiên liệu có đầy đủ nha cô chú anh chị nha. Được chưa? Đó, bà con mua cái mẫu này về và con chỉ việc sử dụng thôi. Nè, hệ thống dẫn động nè, Formatic hai cầu nè. Anh chị nè, đẹp không? Cụm điều hòa rin hết, phay toàn bộ phay xước nha. Đó. Chế độ, đây là những cái số thông số, là chế độ cảm biến xung quanh xe tắt nở, chế độ dừng đèn đỏ nè, là chế độ hệ thống dây vô chuồng cân bằng điện tử nè, và hệ thống thúc bách nè, điều khiển nè. Anh chị nè, đó điều khiển nè anh chị thấy không? Rất là mượt mè luôn. Cực kỳ là mượt mè nha cô chú anh chị. Đèn trang trí nội thất thì có rất là nhiều đèn, rất là nhiều màu sắc cho cô chú anh chị chọn. Cô chú anh chị muốn chọn màu nào cũng có hết nha. Ok chưa? Đó, rất là tuyệt vời. Táp lô, táp bi đẹp, sạch sẽ nha. Chúng ta có khay học để đồ khá là thông minh. Ốp dạ toàn bộ giả gỗ. Chống bám vân tay nha cô chú anh chị. Khay học để đồ, trong đây có tai xi, tẩu sạc đầy đủ các tính năng. Trang bị cửa sổ Panorama toàn cảnh nè cô chú anh chị nè. Đó, cửa sổ Panorama là trang bị toàn cảnh luôn, được chưa? Tích hợp gương chống chói tràn viền nha cô chú anh chị. Hệ thống nè, hệ thống số ở trên vô lăng nè, rất là thông minh, kết hợp lẫy số. Nhiều tính năng lắm. Đó là hàng xe cọp. Cô chú anh chị ở trong xe đi theo mùa có thể là đổi đèn nè, đổi đèn ô tô tự động đầy đủ các tính năng này. Đó là hàng xe cọp bên Trần Anh Ô Tô đó. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Nói về mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này, nó nằm cho cô chú anh chị rơi vào khoảng 10 lít. Hệ thống gập ghế tự động rất là thông minh. Chúng ta có khay học tì tay nè bà con nè. Đây nè. Đó, tính năng của em nó nè. Rất là nhiều tính năng nha. Trên chiếc xe phía sau là dàn lạnh, phía sau cái là cô chú anh chị là phay xước hết toàn bộ, sạch sẽ lắm. Đèn đóm nè, đèn viền chạy xung quanh là rất là đẹp.
nha cô chú anh chị, hai bộ ghế chính điện, ghế phụ, ghế tài, mười mấy cái túi khí trên một chiếc xe nha cô chú anh chị nha. Đây bà con trải nghiệm tiếp, tiếp tục phần máy nè. Em này sử dụng toàn bộ hệ thống bi turbo tăng ép hết toàn diện nha cô chú anh chị thấy cụm đèn mới không, mới nguyên bản nguyên rin. Đây bà con, đây là hệ thống bi turbo của em nó nè, bi turbo bằng điện tử hết toàn bộ nha, hai xi lanh cô chú anh chị nha, đẹp không, hai bên không có đâm va cứng đục đâu. Hệ thống bảo vệ bình của em nó là khá là chắc chắn, hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng vi lực. Đó là xe lướt bên em nó 221 của chú anh chị nha, chính chủ luôn, mạc tem rin hết, không lỗi bất cứ một khoản gì bảo hành của hãng nha, mới chạy được có đúng 10.000 cây thôi cô chú anh chị ạ. Đó bà con đam mê mẫu Mercedes này, alo cho em nè, rin hết rồi. Dàn trước của em nó dàn titan, dàn này em nói với chị anh chị là nhôm, nhôm titan này cứng như sắt nha cô chú anh chị nha, được chưa, nó khá là VIP, xài toàn bộ hệ thống treo điện tử hết toàn bộ. Em này đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023, tích hợp là cam 360 độ nguyên bản nguyên rin hết, sơn rin phủ 100%, hệ thống treo nè. Đây cô chú anh chị, dàn trước là hệ thống treo nè, treo điện tử hết toàn bộ nha anh chị nè, thắng đĩa đôi nè, vành đĩa đôi này, giúp tản nhiệt rất là nhanh chóng luôn, được chưa. Đó là hàng xe cọp đó bà con cô bác ạ. Cô chú anh chị nào thích mẫu này thì alo cho em. Bộ ghế chính điện thông minh nè, bên đây nè, bên đây chính điện là mát xe nè cô chú anh chị nè, đó hệ thống mát xe nè, khá là thông minh, được chưa, giúp cô chú anh chị vận hành xe mà rất là êm ái. Nó là nó cân điện tử rất là nhẹ cô chú anh chị nha, chạy qua ổ gà coi như là cô chú anh chị không có cảm giác là bị sụp ổ gà luôn, được chưa. Đó là hàng cọp đó cô chú anh chị, đèn viền đầy đủ các tính năng, xe cọp lắm, sạch sẽ, chìa khóa thông minh rất là ok, đóng cửa cụp mở đầy đủ các tính năng. Đây là phần gầm nè bà con, trải nghiệm phần gầm nè, đó bô nè, mới tinh 221 mà, 221 thì cực kỳ cọp rồi. Đây là cầu sau nè, hai cầu tự động nha, formatic cô chú anh chị nha, mẹ toàn bộ chrome hết toàn bộ rồi, đó hàng cọp chưa. Đó cô chú anh chị đam mê mẫu này alo cho Trần Anh ô tô, đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên em nhé. Em kết thúc chương trình tại nơi này thôi, Trần Anh see you and goodbye.